Xin chào các bạn yêu đàn nhị. Ngày hôm nay mình xin test một sản phẩm đàn nhị gỗ mun hoa, test cho một chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, sau đây tôi xin bắt đầu vào chi tiết. Thì cây này thì các bạn sẽ được tặng một cái hộp, à một cái bao bao đàn nhị, nó làm bằng chất liệu da. Chất liệu này thì nó sẽ có ưu điểm là các bạn mà chẳng may có vết bùn bẩn hay vết gì đó bẩn ấy, thì các bạn lấy một cái khăn ướt các bạn lau, nó rất là dễ sạch đấy, nó có một ưu điểm như thế. Và nó giả như da cá sấu ấy. Và đi vào bên trong của nó. Đây là bên trong của nó. Thì nó có được tặng một quyển sách, sách học tự học đàn nhị theo tiếng Trung Quốc. Nếu mà ai biết về nhạc số, các bạn nào mà biết đọc nhạc số thì có thể dùng được quyển này. Bản thân tôi thì tôi cũng không không biết nhạc số, bởi vì là tôi chỉ biết nhạc 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 bằng síp nhạc, nốt nhạc thôi. Đây, được tặng một cái khăn, một cái dây sơ cua. Trong này thì được tặng con ngựa với cả cái tinh chỉnh dây, cục nhựa thông. Đấy là phần mình được tặng, tôi cứ để tạm vào đây đã. Rồi, chi tiết cây đàn. Cây đàn này thì nó nằm ở tầm mức, gọi là mức trung bình khá, dành cho các bạn cũng có thể chơi lâu dài và cũng có thể đi biểu diễn được, ở mức được. Còn hay hơn thì nó phải, thì là nó sẽ phải là khác. Nhưng mà nói chung là để mà đi đi biểu diễn là cũng được rồi. Đây, sau đây mình xin lên dây nó. Đây. Nó đang là dề lá, mình lên lên thành đồ son. Ok, mình lên thành đồ son rồi. À đây, quên mất, chưa chưa quay chi tiết cái đàn. Đây, chi tiết này. Gỗ mun. Trên cần đàn thì có in hoa văn cũng khá là hay. Đấy. Rồi. À, trên này nó có cái được tặng cái ốc này, thì đây để tôi lắp lắp cho mọi người luôn. Không là về các bạn mới thì sẽ không biết lắp như nào ấy, nên là tôi sẽ làm cái việc này luôn cho các bạn. Đây, đây là cái ốc của nó nhé. Đấy, thì đầu tiên là cách lắp cái này thì nó cũng cũng đơn giản thôi. Đầu tiên đấy, các bạn, đây là nó có một cái chốt nhỏ như này này, chốt nhỏ vào một cái bánh răng này, thì các bạn cắm cắm cái ốc đấy vào, các bạn xoắn nó hết hết cái con ốc đấy đi, xoắn đây này, xoắn vào như này này, nhưng mà xoắn hết vào cái gốc con ốc này đi, đấy nó sẽ như này này.
Đấy, khi xong rồi nhá, thì các bạn cầm cái đàn lên. Các bạn cầm cái đàn lên. Thôi, bỏ này ra cho đỡ vướng. Đây này. Các bạn sẽ có đây 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 nữa nhá. Các bạn sẽ nó như này rồi đúng không? Thì các bạn cho cái đầu đầu dài, cái đầu dài này cắm vào cái này ấy. Nó giống như hình cái cung này. Cầm lên nó sẽ giống như hình cái cung như này nhá. Thì các bạn sẽ cắm vào theo cái chiều, nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế này đấy. Các bạn mà làm ngược thì là hỏng luôn đấy. Đấy, xong bắt đầu là mình sẽ ngoắc ở đây, là có cái ngạnh này, nó rất là nhỏ nên là các bạn chú ý nó có cái ngạnh này đấy, chúng ta ngoắc vào cái ngạnh đấy và cho vào đấy. Ok, ở đằng đít con ốc này là nó có một cái rãnh, cái con ốc nhỏ nhỏ này ở đằng đít này nó sẽ có một cái rãnh, là cái dây nó sẽ phải đi đi qua cái rãnh đấy đấy nhá. Các bạn mà không để con ốc đi qua cái rãnh đấy là sai đấy. Và ở hai cái đầu của cái này nó có cái ngạnh, đấy, các bạn nhìn thấy không, có một cái ngạnh đấy đúng không, thì hai đầu dây phải đi qua, là phải đi thẳng qua qua hai cái ngạnh đấy thì mới đúng, không là sai đấy. Đấy, xỏ vào, xỏ con ốc vào, xong vặn hết cái con lăn này đi, xong bắt đầu là đút vào đấy. Xong các bạn cho vào ngạnh này, cho vào rãnh của cái con đít con ốc này, và cho vào cái ngạnh tiếp theo đấy, nó sẽ như này. Đây, các bạn nhìn thấy có rõ không? Rất đơn giản thôi. Tôi xin test qua âm thanh của nó nhé. À đâu, chị này là một người cũng chưa biết gì về đàn cả, nên là sẽ được hỗ trợ dán các phím đàn vào đây luôn. Như thế thì mới học được. Vâng, để tôi dán xong phím đàn rồi tôi sẽ test âm cho các bạn cùng nghe, cùng thẩm thẩm âm nhé. Các nhà thẩm âm sành điệu xin chuẩn bị thẩm âm con này xem có ổn không nhá. Nói chung con này nói chung là tiền thân trước đây mình chơi nhị tầu là mình cũng dùng con này một thời gian dài đấy, nhưng sau này điều kiện nó dần dần nó có lên rồi ấy. Cộng thêm là mình trải nghiệm qua nhiều cây đàn thì bắt đầu là mình sẽ nâng cấp lên dần, bởi vì mình là nghệ sĩ mà, nghệ sĩ thì nó khác với các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà có điều kiện, thật sự có điều kiện thì cũng nên nâng cấp. Nếu mà điều kiện bình thường thì dùng con này, còn nếu mà điều kiện hơn nữa thì dùng con gấp gấp đôi tiền con này, gấp hoặc là gấp 3 4 lần tiền con này lên thì các bạn cũng sẽ thấy nó khác biệt mà.
Rồi, tôi đã dán xong các cái phím đàn như thế. Đồ, rê, mi, pha, son, la, si. Đấy là dây trong. Dây trong sẽ có đồ, đồ này. Các bạn phải tự nhớ luôn nó đồ nhé. Lại còn phải dán vào đây nữa thì tôi cũng bó bó tay luôn cho các trí nhớ của các bạn ạ. Đồ, rê, mi, pha, son, la, si là dây trong. Dây ngoài sẽ có là sòn, la, si, đô, rê, mi, pha. Đó. Các quãng rất là ổn, không không vấn đề gì. Chị này là một người miền Nam thì mình sẽ test một bài miền Nam đi. Vâng. Đấy. Một bài đấy là nó cũng đã đánh giá được tất cả các quãng và âm sắc màu màu âm của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cảm ơn chị đã tin tưởng và đặt hàng của sản phẩm của bên em. Chúc chị sớm chúc cây này sớm về đôi bàn tay của chị và chị chinh phục được nó thành công. Xin chào chị và chào các bạn.